Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Ba 24 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay là chương trình đặc biệt sinh hoạt tín ngưỡng tại Louisville, Kentucky. Thanh Trúc kính chào quý vị. Chủ nhật ngày 15 tháng 12, 2019, chúng tôi đang có mặt tại chùa Từ Ân ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Thưa quý vị, đây là một trong những ngôi chùa lớn ở tại Louisville này, và người đứng bên tay phải của Thanh Trúc là thầy Thích Hạnh Lý, là chủ trì của chùa Từ Ân. Thưa thầy, xin thầy cho biết là chùa Từ Ân được thành lập từ năm nào và đã sinh hoạt trong bao nhiêu lâu ở ngay Louisville này ạ? Dạ, xin nói là chùa Từ Ân đã thành lập vào năm 1996 và đã sinh hoạt từ đó tới bây giờ, thì trong khoảng thời gian cũng hơn 20-15 năm tới đây, thì chùa có những sinh hoạt cũng như gia đình Phật tử và mọi Phật sự đây thì cũng sinh hoạt diễn ra giống như mỗi tuần, mỗi chủ nhật quý Phật tử về sinh hoạt tu tập với nhau. Được biết là ở đây ngoài cái ban hộ trì Tam Bảo thường lui tới chùa và sinh hoạt quen thuộc với chùa đó, thì ở đây cũng có một cái đoàn thể gia đình Phật tử mà sinh hoạt rất là tốt. Thưa thầy, thầy có thể nói thêm gì về cái điều đó được? Ở đây thì xưa nay thì giống như cái tinh thần của chư tăng ni cũng như quý Phật tử đây rất là dễ thương, muốn cho các anh em, các con em của mình để là những thế hệ kế thừa của cha ông để duy trì, thứ nhất là cái nền văn hóa Việt Nam mình tại xứ người, thứ hai nữa là về chùa để học Phật pháp, để nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh, tinh thần, đạo đức cho các em vững chãi trong cái cuộc sống. Chính vì vậy mà các em về đây mỗi chủ nhật sinh hoạt với nhau và tu tập rất là dễ thương, và một cái gia đình Phật tử duy nhất ở nơi Louisville, Kentucky này. Và đây cũng là ngôi chùa Từ Ân, là ngôi chùa đầu tiên của Kentucky, là cũng là Louisville này luôn, là ngôi chùa mà đã duy trì và được các em gia đình Phật tử từ đó tới bây giờ rất là tốt đẹp như là Phật. Kính thưa quý vị, đây là vị chủ trì của chùa Từ Ân ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky mà Thanh Trúc hân hạnh được gặp ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Thanh Trúc cũng có được gặp một đoàn sinh của gia đình Phật tử chùa Từ Ân, đó là em Thảo Ly. Thanh Trúc sẽ hỏi em Thảo Ly là em gia nhập gia đình Phật tử này là do em tự nguyện, em thích em đến đây để em sinh hoạt, hay là do ba mẹ đưa em tới đây để gia nhập vào cái đoàn thể này? Dạ, em đến đây là do mình tự nguyện. Tại vì hồi lúc mà con mới qua đây thì cũng chưa có biết ai hết, thì gia đình con nói là đi gia đình Phật tử để biết thêm nhiều bạn bè, thì con cũng tới đây và biết các em, biết các anh chị, thì cũng mình cũng có thêm nhiều mối quan hệ mới. Nhưng mà Thảo Ly có thấy đúng như vậy không? Thảo Ly có thấy là đến đây Thảo Ly được ngoài cái chuyện mà có thêm bạn bè, rồi có những cái mối quan hệ mới, thì còn thêm những cái gì mà Thảo Ly thấy là rất là ích lợi cho bản thân của mình? Dạ, thì ngoài những cái mối quan hệ mới, thì con đến đây con được học Phật pháp, học lớp tiếng Việt với các em, và sau giờ thì tụi con cũng có lớp múa lân, lớp học võ, và mỗi năm thì tụi con cũng có hai cái tiết mục, hai chương trình ca nhạc, thì tụi con cũng có tập cho những tiết mục đó. Và mọi người thì tới đây ủng hộ tụi con thì tụi con rất là vui. Ngoài những cái chuyện đó thì Thảo Ly có nghĩ rằng là cái đoàn thể gia đình Phật tử của mình phải làm được một cái gì đó giúp ích cho cái sinh hoạt chung ở phía ngoài, hay là làm hơn như thế nữa? Thảo Ly có nghĩ như vậy không? Dạ, con nghĩ là cũng có, tại vì tụi con cũng có kết nối với những cái cộng đồng ở bên ngoài, giống như là nhà thờ hoặc là các chùa khác. Thì tụi con nghĩ tụi con cũng có thể mang cái năng lượng tích cực của tụi con đến bên ngoài và giúp ích được cho cái xã hội của mình dựa theo cái đạo lý của Phật. Em còn trẻ mà em đã nói đến cái năng lượng tích cực, cái này là một cái rất là hay mà em học được từ gia đình Phật tử chùa Từ Ân. Xin cảm ơn Thảo Ly nhiều, và không biết là Thảo Ly có mong mình trở thành nắm đoàn, mình trở thành huynh trưởng hay không, hay là chỉ vậy thôi? Hiện tại thì con là trưởng nữ duy nhất ở đây, cho nên con nghĩ là nếu mà trong tương lai các anh có truyền đạt được những cái kiến thức mà các anh có thì con nghĩ là có thể.
Thảo nào mà đây là một huynh trưởng mà thưa quý vị, thành ra em ăn nói rất là lưu loát và em diễn tả rất là hay. Thanh Trúc xin cảm ơn em Thảo Ly rất là nhiều và chúc em vui cũng như thành công trong cái vai trò gọi là trưởng nữ ở đây nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại chùa Từ Ân cũng có một vài quý sư cô đang tu ở đây. Thanh Trúc đang đứng với sư cô Phước Ngọc. Sư cô đi tu từ lúc 12 tuổi, quê của sư cô ở Quảng Ngãi. Sư cô từ Đài Loan đi qua bên Mỹ và đã đến ở chùa Từ Vân. Như vậy là thưa sư cô đi qua bên này vào năm nào ạ? Dạ, Phước Ngọc qua từ năm 2017, đã được 2 năm hơn rồi ạ. Như vậy thì khi mà cô qua đây thì cô đi với tư cách là giống như là xin qua đây đi tu tiếp ở trong một ngôi chùa hay là như thế nào? Dạ, qua đây là do chùa giống như mời qua đây để làm việc tại chùa Từ Ân này ạ. Dạ vâng, bây giờ hiện tại bây giờ công việc của cô ngoài cái việc mà là tu học thì công việc của cô ở chùa Từ Ân là làm cái gì? Dạ, thì ngoài cái việc tu cho chính bản thân của mình thì những cái khóa giống như là chủ nhật giống như quý vị ngày hôm nay thấy thì có những buổi chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. Ngoài ra thì có những cái lớp học của gia đình Phật tử thì hướng dẫn cho quý huynh trưởng của gia đình Phật tử Từ Ân. Dạ. Cứ mỗi một chủ nhật như thế này thì chùa có một cái sinh hoạt rất đông vui, nhất là cái đoàn thể gia đình Phật tử nó mang một không khí trẻ trung. Sư cô thấy đó là theo như sư cô nhận xét đó, cái sinh hoạt của chùa Từ Ân này đó, sư cô cảm thấy nó tốt hay không? Sư cô có muốn là ước ao là chùa Từ Ân sẽ có những sinh hoạt nào tốt hơn nữa để làm phong phú hơn nữa cái đời sống Phật pháp của các Phật tử đến đây? Dạ. Thì với một người là đệ tử của Như Lai thì mong là Phật pháp được trường tồn. Thì lớp trẻ là cái mà quan trọng nhất để mà Phật pháp để nối tiếp theo cái gọi là lớp trẻ giống như trai tre già mà măng mọc vậy đó. Thì mấy em gia đình Phật tử ở đây cũng rất là may mắn là các em rất là siêng về chùa để mà sinh hoạt. Thì mong là Phương Ngọc có một cái mong muốn là mỗi em về chùa ở đây thì nó học thêm Phật pháp. Tại vì trên đất nước Mỹ này nếu như mà biết được Phật pháp thì cái tâm nó sẽ dừng xuống, và những cái đạo đức mà Đức Như Lai đã dạy và truyền tải từ 2000 năm trước để lại cho chúng ta, nếu như các em về đây mà học được những cái giáo lý của Đức Phật thì chắc chắn rằng Phật giáo trên đất nước Mỹ này sẽ càng ngày càng phát triển. Và cô chỉ mong là các quý bác ở chùa cũng như tất cả quý vị ở trong lô view mình thì giúp đỡ cũng như là hỗ trợ để cho các em có một cái môi trường để mà sinh hoạt càng ngày càng có phát triển hơn. Thanh Trúc xin kính chào và chúc sư cô Phước Ngọc tinh tấn tu hành. Dạ. Dạ, cũng xin chào tất cả quý vị đang coi truyền hình trong SBTN và chúc tất cả quý vị được có một cũng năm hết Tết đến thì chúc tất cả quý vị được có một mùa Tết thật là an lạc và luôn luôn trong ánh hào quang của Đức Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.